khổ mà mình cần khởi cái tâm thương mình lại không khởi. Có những người người ta bệnh tật nhưng mà lúc đó mình nhìn mà mình không khởi tâm từ, mình trước bị lúc đó là sao, bao nhiêu cái bực tức nó xâm chiếm mình rồi, bao nhiêu cái hận thù nó chiếm mất đó. Mình nói sao, đáng đời chết là vừa. Những cái câu nói đó nó thỏa mãn những cái bực tức, những cái giận hờn, những cái oán thù của mình. Nhưng mà bảo đảm những cái đó chẳng qua mình nói là do cái tâm không quan hệ của mình nó xâm chiếm thôi, chứ trong chiều sâu của mình có thương. Tại vì mình đã từng thương rồi, mình từng thương người đó rồi, nhưng mà tại người đó đã làm cho mình từ cái thương trở nên cái ghét, từ cái yêu trở nên cái hận. Cho nên yêu nó cũng ba chữ, hận nó cũng ba nét, ba chữ. Yêu hận nó sát bên vậy đó. Chữ nhẹ, trong chữ nhẹ nó vẫn có dấu nặng à. Không? Cho nên trong cuộc sống của mình, cái gì nó cũng chỉ là tương đối. Cho nên cái gì mà chúng ta thấy đáng hoan hỷ nên hoan hỷ, thấy ai làm việc gì tốt đẹp nên hoan hỷ, hơn là mình không hoan hỷ với những việc làm của người. Có đôi khi mình phải thấy cái con đường dài mà đừng có phiền não chi những cái sự việc nó nhỏ nhoi. Tại vì nhiều khi mình đánh đổ một con người mà trong cái đó mình biết người này có khả năng làm những công việc lâu dài hơn, thì mình hoan hỷ được cái đó, nó nuôi dưỡng dữ lắm. Cho nên mình thấy con mình nó nhiều khi nó còn trẻ, nó làm những điều sai, nhưng mình đâu có bỏ con mình đâu. Mình luôn luôn làm sao kéo lại, vì mình biết đây chỉ là cái giây phút, do hoàn cảnh, do tuổi tác, nó mới lớn lên, nó ăn nghỉ chưa có tới, rồi nó bị bạn bè xấu chiêu dụ thôi. Chứ nếu mà mình đem hết tấm lòng của mình thì thế nào ít nhiều mình cũng kéo con được của mình. Mà nhiều khi mình đeo như nó 20 năm mà vẫn tiếp tục. Tại vì sao? Vì đó là cái tâm từ của người mẹ đối với con. Thì chúng ta cũng làm sao có cái tâm từ đối với chúng sanh như vậy. Đáng khởi tâm từ, không khởi tâm từ. Đáng xấu hổ thì không xấu hổ. Cái chuyện mình đáng cần phải hổ thẹn nên hổ thẹn. Cho nên tại đây Pháp Hòa đưa một cái ví dụ ha. Con người của mình á, mình có cái văn hóa. Chữ văn hóa là gì? Là mình biết đem những cái đẹp đi vào trong cuộc sống. Văn hóa là nét đẹp chứ không có gì hết. Cho nên người Việt Nam có văn hóa của người Việt, người Mỹ có văn hóa người Mỹ. Tức là mỗi quốc gia đều có cái đẹp của quốc gia đó. Và cái văn hóa của chúng của con người là gì? Chúng ta biết có một cái đẹp là chúng ta biết tàm quý xấu hổ. Vì biết xấu hổ cho nên mình làm gì? Ngủ dậy phải đánh răng súc miệng, phải rửa mặt. Hằng ngày là phải quần áo mình phải mặc để làm gì? Để che thân. Mà khi mình che thân á, tức là mình không lộ những cái tướng thô xấu hổ. Cho nên mỗi ngày phải mặc quần áo, phải đánh răng súc miệng, phải rửa mặt, phải làm cho mình được sạch sẽ thơm tho, để mình đủ tự tin và đứng trước mặt mọi người mình không xấu hổ. Và cái người mà đôi khi mình để tránh đi cái sự gọi là mà quá đáng, thì đôi khi nói gì mình biết sợ mình lỡ lời, mình nói xin lỗi cho tôi nói này, xin lỗi cho tôi được trình bày kia. Rồi mình sau khi xong rồi mình còn kết thúc cái buổi đó, mình nói hôm nay tôi có làm gì sai, xin quý vị hãy hoan hỷ cho tôi. Đó là mình giữa con người với con người. Rồi đối với Tam Bảo, mình có hối lỗi mỗi ngày không? Bằng hình thức sám hối đó. Cho nên trước Tam Bảo mình thốt lên những lời sám hối đó, rồi mình bày tỏ những cái đó là gì? Mình nhận diện những cái sai và mình tàm quý xấu hổ, mình sám hối. Cho nên trong cuộc sống, một trong những cái đẹp đó là chúng ta biết tàm quý. Chuyện gì nên nói, câu gì mình nên nói, mà lỡ lời mình nói thì mình phải biết xin lỗi. Và vì đó là cái văn hóa. Con người là cẩn thận lời nói, nhưng mà bảo đảm
cẩn thận cỡ nào cũng có những lúc nó sơ suất. Cho nên rồi cuối cùng chúng ta phải có cái lời xin lỗi. Đó là cái cách và đó là cái văn hóa, cái đẹp. Mà nếu chúng ta có được như vậy, chúng ta luôn luôn thể hiện sống một cách chân chánh, không có lệch lạc, không có tà. Chữ tà là gì? Là lệch. Chữ chánh nghĩa là ngay. Người chân chánh ngay thẳng là luôn luôn thấy lỗi và xin lỗi. Còn người mà tâm mà chưa có bằng lòng với, có nhiều người có lỗi nhưng mà không nhận lỗi. Một là có thể không biết lỗi. Hai là biết lỗi nhưng mà tại bản chất là thích, bản chất tự ái cao, không bao giờ chấp nhận xin lỗi ai hết. Hoặc là thậm chí lờ luôn cái lỗi của mình, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà người Mỹ làm lỡ gì? Excuse me. Rồi nếu mà số đông nữa, excuse us. Rồi đó là cái văn hóa. Mà chính người có văn hóa như vậy, cho nên lỡ mà tao có làm gì sai mà tao thốt lên cái lời đó trước, cái tự nhiên cái người này người thông minh, người biết nói lời xin lỗi trước để không làm ai phiền trách mình. Cái cuối cùng là gì? Nghe lời lành thì để ý. Thường thường á, mình nghe cái lời lành á, mình để ý nhưng mình mau quên lắm. Nhưng mà cái lời mà không lành á, ví dụ như ai đang nói gì rù rì, mình hay để gì? Để ý nghe có nói gì. Mà mấy câu đó nó nhớ dai dữ lắm. Đó là sao? Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh chứ gì đó. Cho nên tại sao chúng sanh mình gọi là cuộc sống của chúng là kiếp trược, phiền não trược. Phiền não là gì? Là những cái gì nó làm rối tâm mình đều là phiền não hết. Mà chúng sanh mình biết phiền não nhưng mà hay đi tìm những cái phiền não đó. Quý vị mà nghe ai nói gì xa bên rù rì bên dách coi, cái mà tự nhiên có khuynh hướng để tai vô xác chết nghe coi nói gì. Đi ngang thấy người ta gặp mình nói rù rì, cái để ý coi nói gì. Có phải mình đi tự đi tìm chuốc cái phiền não đó? Đó rồi đó là mình nói những cái chuyện mà nhỏ nhỏ ha. Rồi cái chuyện mà người ta, thí dụ người ta nói thẳng thừng với mình coi, mình cũng sẽ dính vào những lời nói đó để làm cho mình khổ đau ngày này qua tháng khác. Mà trong khi đó, hỏi có nghe pháp không? Trời, tôi nghe mỗi ngày. Trong bếp tôi cũng nghe nè, trong xe tôi cũng nghe nè, nấu ăn tôi cũng nghe, quét nhà tôi cũng nghe, ngủ tôi cũng nghe luôn. Mỗi giới gì không? Tại vì sao? Tại vì chúng ta khó mà để ý cái lời lầm. Mặc dù thích nghe nhưng mà chúng ta không ghi nhớ được điều lành, vì vậy mà chúng ta bị phiền não nhiều hơn. Cho nên mình phải thấy cái tập nghiệp của chúng sanh. Cái tập nghiệp là gì? Cái thói quen. Tập nghiệp là cái thói quen mà chúng sanh mình thường hay huân tập để cho nên mình thành một cái xấu, một cái bệnh đi. Ai lớn lên biết hút thuốc đâu, mà hỏi đi học đều biết hết, hút thuốc, nám phổi. Vậy mà lớn lên cái tự nhiên đi kiếm thuốc hút mà. Hút điếu chưa đủ, hút hai điếu, hút riết cho nó ghiền. Ghiền rồi chẳng những gì, bỏ tiền ra mua độc tố để về nám phổi. Rồi bỏ tiền ra mua độc tố về cho nó cháy gan. Có phải là mình đi mua phiền não, mua bệnh tật, mua khổ đau? Mà trong khi đó có những cái nó free. Chùa để kinh sách free, ai lấy đâu. Còn cái gì mà mình phải trả tiền mà nó làm cho mình buồn khổ theo nó thì mình thường chạy theo. Cái đó không có gì tội lỗi cả. Nhưng chúng ta nói để chúng ta thấy cái cách sống của chúng sanh và vì sao chúng ta khổ. Chúng ta khổ là tại vì mình thường bỏ đi những cái vui an nhàn tĩnh lặng mà mình chạy theo những cái thú rộn ràng phiền não để nó làm cho mình dây dẫn khổ đau. Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh thôi. Vậy thì bây giờ mình tu tập để làm gì? Hồi sáng mình nói đó, tu là sửa đó. Mà mình trước hết là phải thấy rõ cái gì để sửa. Đó là chúng ta thấy được cái cách sống của chúng ta.
Khi mình thấy được cách sống của mình, mình nhìn lại cách sống của mình để mình chỉnh đốn lại thì gọi là sửa. Thường thường mình để ý con mình nó mới sanh, hãy đứa nào mà đi nhón gót là mình la, mình thậm chí mình còn đánh nó nữa, để chi, để nó bỏ cái tật đi nhón gót.